tôi sẽ cho tôi một giấc mơ trên đường về quê hương. Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh có tựa đề Khi trời chuyển đủ loại ếch nhái reo hò. Câu chuyện của thanh niên Trần Đức Đô chết tức tưởi chắc chắn không thể sớm kết thúc. Vẫn còn rất nhiều thứ phải tìm hiểu và người dân cũng sẽ rất gian nan như mọi vụ án ở Việt Nam để đi đến cuối con đường, cuối cùng thì sự thật sẽ tỏa sáng hay mọi thứ lại chìm đắm trong những sự thành khẩn, phường tuồng của những kẻ nắm quyền lực mọi bề. Thế nhưng, trước các tiếng kêu đòi đầy nước mắt, quặn thắt của người mẹ, người cha, của những người đang kinh hoàng nhìn thấy một sự tàn bạo được che chở rất mực nghiêm minh, thì có đủ các loại ếch nhái cơ hội đã nhảy nhót tự mình đưa ra kết luận đầy khốn nạn về cái chết của một quân nhân còn trẻ đang nằm đó. Chúng nhanh chóng đẩy cái chết đáng ngờ đó thành một loại sâu làm rầu nồi canh đang làm ảnh hưởng đến cái tên quân đội nhân dân Việt Nam. Đau đớn cho gia đình của Đô, đau đớn cho gia đình đã sản sinh của những kẻ miệng lưỡi điếm nhục tệ hơn súc vật khi liếm láp cái chết đau thương đồng đội, đồng loại của mình như một bữa tiệc máu và có thể có cả phần thưởng. Đau đớn cho cả dân tộc Việt Nam phải chứng kiến cả một thế hệ với ý thức băng hoại phụng sự cho cái ác. Đau đớn bởi trong ngàn năm lịch sử Việt, loại khốn nạn như vậy là hiếm hoi, không thể thành bầy đàn và reo hò nhảy múa tự nhiên như hôm nay. Hình ảnh mà tôi post ở đây chỉ mang tính minh họa đại khái về một thứ rác rưởi được mọc lên như có chỉ thị đối phó gấp rút, mà vào rạng sáng ngày 1 tháng 7 năm 2021, tôi nhìn thấy bài đăng tải trên YouTube chỉ vừa mới được có 13 giờ. Xin có nhìn qua, cũng đừng tức giận, mà hãy đau dùm cho chính gia đình của kẻ đã tạo ra nó. Một ngày trước đó, khi những người đại diện cho một quân đội thuộc hàng hùng mạnh nhất Đông Nam Á đang lên giọng rằng cái chết của một binh sĩ như vậy có thể bị thế lực thù địch lợi dụng. Thế nhưng vẫn chưa thấy kẻ thù nào, quân địch nào lợi dụng ngoài những miệng lưỡi như hàng hậu vệ, nhơ nhớp reo hò sau những tuyên bố vô can của Trung tướng Dương Đình Thông hay Đại tá Nguyễn Xuân Thiền, những người phát ngôn chính Bộ Quốc phòng về sự kiện này. Dường như thế lực thù địch ở đây tiền phong và rõ ràng nhất lẽ nào chính là nhân dân. Hãy lắng nghe xem, đúng là trời đang chuyển, người ta nghe thấy sấm chớp và mây mù của sự phẫn nộ đang hiện ra, mà cách giải quyết duy nhất là đem lại một bầu trời công bằng, minh bạch và nhân ái cho xã hội, cho con người Việt Nam. Người dân đang nhìn chăm chú vào từng chuyển động của phía những người lãnh đạo quân đội về cái chết này và cả những bản video về cảnh đánh đập, bức hiếp đầy bạo lực trong các doanh trại đang lan tràn khắp nơi trên Facebook, TikTok và cả Twitter như thách đố. Câu trả lời vào lúc này ắt phải có đủ giá trị và cũng phải được nhân dân chấp nhận về sự hợp lý, vì bởi quân đội, nơi mà con em của mọi người phải gia nhập như một nghĩa vụ công dân, là nơi đánh giá chuyên nghiệp, mạnh mẽ và công chính nhất của đất nước, cũng là nơi tốn kém hàng nhất nhì tiền thuế của trăm triệu người dân Việt Nam, nhưng nay lại có thể hiện làm không ít người ngỡ ngàng và nghi ngại. Và người dân cũng chăm chú quan sát để hy vọng rằng trong những sự tốn kém đó không có chuyện nuôi dưỡng những loại ếch nhái ghê tởm sống và tập nói tiếng Việt được lệnh reo hò cho những sự kiện như thế này. Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ được dòng chơi khắp quê hương
con đường tôi qua, con đường thơ mộng không ai ngăn tôi khi đang lưu thông. Nơi giấc mơ tôi không có oan khiên, tôi không thấy trên dòng đường những nỗi đau thương xác mẹ xác em dưới bánh xe Hàn xe Ben. Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ trên đường về quê hương, đi qua ấp thôn xã hay phường, vui biết bao nhiêu khi không còn kẻ bất lương. Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ yên bình trải xuống quê hương, bất bình với trong lòng dân thường, không còn bạo cường dí dân đen đến nơi cùng đường. Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ được dòng chơi khắp quê hương, con đường tôi qua, con đường thơ mộng không ai ngăn tôi khi đang lưu thông. Nơi giấc mơ tôi không có oan khiên, tôi không thấy trên dòng đường những nỗi đau thương xác mẹ xác em dưới bánh xe Hàn xe Ben. Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ trên đường về quê hương, đi qua ấp thôn xã hay phường, vui biết bao nhiêu khi không còn kẻ bất lương. Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ yên bình trải xuống quê hương, bất bình với trong lòng dân thường, không còn bạo cường dí dân đen đến nơi cùng đường. Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ mọi nẻo đường tôi đi qua, tôi chợt thấy là người Việt thiết tha nhiều hơn, nhân nghĩa yêu.